Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của gia đình Hiền. Em ơi. Hi. Em xin chào. Bây giờ hai mẹ con của Hiền á đi ra vườn bếp rau củ quả có gì không để thu hoạch vô ăn bữa tối cả nhà ơi. Đã trời trời ơi, bay lại cái máy. Chị ca. Em cứ nói chị ca. Em nghĩ em là con chị ca đó cả nhà. Rồi, cái này là dây mướp của nhà Hiền nè, ở bên trong á. Hôm nay cái Hiền thấy mới chụp tẻo mà đã ra bông đực rồi nè trời. Nhưng mà Hiền nghĩ là cỡ nhỏ cỡ này chưa có ra được đâu, chưa ra trái nổi đâu. Chica. Chica. Cô tướng Chica. Em tự đặt tên em là Chica đó cả nhà. Chica, Chica, Chica. Xuất em Chica. Yeah. Ở đây Hiền đang tính thu hoạch mấy cái quả đậu đũa nè cả nhà ơi. Thì bây giờ Hiền thấy trái nào mà nó non non Hiền thu hoạch hết. Mấy trái này kiểu như bị con nhĩ đục, bị sâu hay gì đục quá. Này, có mấy trái cũng bị sâu đục nè. Giờ mình thu hoạch trước mấy trái ngon đi. Chà. Này, mấy trái nào non non Hiền hái hết. Trời ơi, có mấy con bọ xích hay gì cả nhà. Ghê quá. Đây nè. Mùa này đậu ở bên Úc đang mắc lắm nha cả nhà. Hôm hổm Hiền đi thấy đậu que là 12 đồng ký. Vậy là mắc. Tại vì nếu mà ngay mùa là rẻ lắm. Trái này bé xí Hiền làm luôn đi. Trái nào ngon cả nhà. Hiền mới đụng vô con bọ xích á. Nó tiết cái chất gì ra mà nó hôi quá à cả nhà ơi. Đây. Còn không cả nhà ơi. Mấy trái này nó khô rồi nè cả nhà. Giờ Hiền sẽ hái ra. Con phá gì đó. Con phá gì mà là á ô. Đây nè cả nhà ha. Cái gì đâu mà con gì tùm lum tà lá hết trơn. Cái con này nhìn lạ quá vậy cả nhà. Trời ơi lão hắc lão hơ luôn. Cái gì mà cái con mà còn có cái hình trên thân nó nữa. Nó bòm lum la hết ghê quá. Cái này cả nhà. Con bọ xích mà nó còn có cái mèo trên thân của nó nữa nè. Nó cứ di chuyển hoài khó quá. Ở đây nè có một trái mà nó đã chín luôn rồi nè cả nhà. Hiền sẽ coi thử ở bên trong có hạt không. Ô đây có hạt mà nó khô luôn rồi nè. Hiền đoán mấy cái hạt này nếu mà mình gieo ra không, hy vọng là mấy cái hạt này nó đủ to. Đây có những cái hạt mà nó to to như thế này Hiền nghĩ chắc là bỏ xuống đất gieo lại được. Tại vì Hiền muốn trồng cái đậu đũa này hoài á. Dễ trồng lắm cả nhà. Nếu mà ai chưa trồng trồng thử thì dễ trồng lắm. Quả ăn cũng ngon nữa. Đây. Mấy cái hạt này có vẻ hơi lép. Không biết lên không nữa. Hiền nghĩ mấy cái hạt này nè chắc là được hơn. Sẽ đem mấy hạt này Hiền quăng lại xuống đất. Ở trong đây à, cứ quăng lại vậy đi. Nào lên được nó lên. Ở đây Hiền thấy còn một trái nữa nè cả nhà ơi. Đây. Ôi ôi không vẻ hết rồi cả nhà. Cả nhà thấy ở đây không? Mấy cái quả dưa hấu tí hon này nè. Ở đây Hiền nhớ hôm trước được Hiền có nghĩa mà được tới 3 quả lần đó. Nhưng mà không biết con gì nó ăn còn 2 quả à. Đây Hiền sẽ hái 2 quả này. Hái gần gần cho cả nhà xem nè. Nhìn cái hòa sắc y như là dưa tí hon. À rớt rồi, rớt quen rồi. Đâu rồi? Rớt ở đây. Em kia em nghe các em cũng ở bên kia hú hớ chịu không nổi vậy em. Đây được 2 quả. Đây là cái dây mướp của nhà Hiền nè. Ở đây mọi người có thể thấy cái trái mướp khía nè. Nhưng mà làm như nó không có cái hoa đực để nó đậu chung á cả nhà. Cho nên Hiền chưa thấy đậu trái nào hết trơn á. Mặc dù có hoa ra hoa cái với hoa đực rồi. Còn hôm hởm ở đây là Hiền có thấy trái khổ qua trắng mà Hiền trồng á. Thì nó ra được có 1 trái à. Xong rồi cái bị con gì ăn luôn rồi. Oải ghê. Khổ qua mà nó cũng không tha nữa. Trái chín cái là nó quất luôn cả nhà.
Đây thì nghĩa thấy một trái bí rợ nè. Trời ơi, cái cây gì mà nó ra được con trái duy nhất gì nè. Xong rồi chết ngắt rồi cả nhà. Trời đất ơi. Ở đây, nó chết mất tiêu rồi. Quỷ hóa dễ sợ. Cái gì mà con nói không, con có quẩy gì không? Có phải con đang quẩy gì con sợ mẹ thấy đúng không? Sao con trốn vậy? Con đừng có đùa với mẹ, mẹ biết con đang làm gì đó. Con làm cái gì vậy, con cho mẹ coi coi. Mẹ vẫn thấy được con. Con phá gì đó. Oh my god. Đây là cái chậu lá tía tô Hàn Quốc, hay còn gọi là lá mè Hàn Quốc nè cả nhà. Đây, hầm hầm Hiền trồng nó ra được nhiều cây lắm á. Nhưng mà hả, Hiền dòi nó, Hiền tách nó ra, cái tự nhiên nó chết hết trơn à, còn được có mấy cây à. Nên tối nay Hiền hái cái lá này ăn thử với lại thịt bò coi cả nhà, chấm nước mắm chua ngọt coi. cái lá này ngộ lắm cả nhà, không biết cả nhà có ăn chưa ha, bình luận cho Hiền biết với. Cả nhà thấy cái lá này giống gì? Hiền thấy nó giống như là lá, cái mùi nó giống như là mùi xá xị gì á cả nhà. Đây lần đầu tiên Hiền mới ăn nó luôn á. Phải, hôm trước á Hiền đừng có dời nó đi là ở đây nó ra một chậu luôn rồi đó. Uổng sức. Kệ đi. Từ từ rồi nó ra hạt cái nó sẽ bay đi khắp nơi tiếp á cả nhà. Mấy cây này giống như lá tía tô vậy. Giờ lá tía tô của Hiển trồng vườn ở đâu cũng thấy nó hết trơn. Nó bay hẹt khắp nơi luôn. Đấy, mấy cái lá này Hiển sẽ hái ăn. Còn mấy cái lá non quá Hiển giữ lại. Để ăn thử xem nó ngon không cả nhà ơi. Nhìn thấy cái dấu cắn mà Hiển nhìn thì không thấy con sâu nào hết trơn. Có thể là con sâu màu nâu. Con sâu màu nâu thì nó hay nấp và buổi tối thì nó mới ra. Nhưng mà nó khôn lắm, nó nấp cái dạng cũng khôn lắm. Con này chắc còn nhỏ chứ chưa có to, sâu này chưa có to đâu. Đây. Hiền coi dưới có thấy nó không? Không thấy cả nhà. Rồi, hái nhiêu đây được rồi. Trừ ở này để cho phát triển tiếp. Em quýt là con đang làm gì vậy? Con phá con sợ mẹ phát hiện à? Thôi con đừng đổi chủ đề. Hồi mày vô mẹ rửa tay con á. Nghe không? Hey, tục cưng ơi. Em bể tóc dài rồi. Thêm một mớ dắp cá vô ăn cả nhà ơi. Con muốn vô nhà hả? Dạ. Quýt em đồ vô nhà rồi. Để Hiền mà hái nhanh một mớ đi. Cái dắp cá này nè, meo lên dễ sợ luôn. Hiền ăn chưa bao lâu mà dở lên nhóc hết trơn rồi. Non quá cả nhà. Hiền bứt đi rập rập vậy. Nó non xèo nè. Đây. Dễ hái quá chừng luôn. Em muốn vô trong không? Em nói không. Không mình đứng lo la không biết chịu gì. Đó. Rau Việt đối với Hiền rất là quý ở Úc. Không phải là vì giá nó mắc, tại vì rau Việt ở Úc giá cũng khá rẻ. Cái lý do nó quý đối với Hiền là tại vì khi mà Hiền không đi chợ á, Hiền vẫn có ăn được. Một bó rau ở chợ người Việt rẻ lắm cả nhà, có cỡ 2 đồng, đồng mấy, đồng là 17 ngàn. Cả nhà nhìn kìa, ông xã của Hiền đang làm cử tối, và đây là em bé nè, em bé này đòi mẹ cho ra ngoài nằm nè đó người ta. Ba làm gì vậy con? Yeah, I'm in that hammock. Hả? Yeah. Yeah. Hả? Oh, he say quạt ba. It mean the fan. Em nói tiếng Việt, em nói quạt cả nhà. It mean the fan. Say quạt si. Quạt. 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 Nha. Nha.
À con gì hả? Con bướm bướm hả? Thôi thôi thôi. Con nằm thật. Bé mà chơi cái đó mà giỡn nhây quá. Bé này giỡn nhây lắm luôn. Oh no. Té đấy, bước xuống đi con, bước xuống, giỏi, té. Let's go. Let's go. Đi ha. Dạ. Vô ăn con ơi. Thôi cho con đang chuẩn bị sẵn sàng để ăn rồi nè cả nhà. Thì tối hôm nay Hiền sẽ quay cho cả nhà xem cử tối có những gì. Đây là có thịt bò mà ông xã của Hiền đã sắc cho Hiền ra nè. Cái này là Hiền chuẩn bị gói với rau nè cả nhà. Dĩa rau vườn nhà nè. Hồ, hấp dẫn chưa? Hiền sẽ gói và ăn với nước mắm chua ngọt. Thì đây là hai cái miếng steak của ông xã nè cả nhà. Còn đây là nước mắm chua ngọt mà Hiền đã làm sẵn rồi, cho nên mỗi lần ăn Hiền chỉ việc lấy ra thôi. Còn đây là khoai tây nè cả nhà ơi. All the lights, all the lights. Is Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, cử tối hôm nay của gia đình Hiền á. Đây, bây giờ đã xong hết rồi cả nhà. Wow, chuẩn bị hát xì. Hôm nay Hiền thấy một cái tin cực kỳ mắc cười cả nhà. I saw a funny news on the news today. Yeah. Đây sẽ là lần đầu tiên mà Hiền ăn cái lá mè cuốn với thịt bò. Nhưng mà thôi, trước khi Hiền ăn thì Hiền sẽ làm thử cho ông xã ăn trước xem phản ứng như thế nào. Em ăn một họng nè, nãy giờ em lo em ăn sẵn rồi. Mình sẽ cho một miếng lá dắp cá luôn nè cả nhà. Một miếng lá rau răm. Để xem ông xã phản ứng như thế nào ha, vô anh sớm. Đây là nước mắm chua ngọt. Yum. Yum. Cái lá này cả nhà có mùi thơm giống như là tastes like shashu, does it? Giống như là slightly. Đối với mình, đối với Hiền nó hơi giống như Coca-Cola vậy cả nhà, rất là giống luôn. Xá xị á cả nhà, nước xá xị á. Sarsaparilla. Yeah, giờ tới Hiền thử nha cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi. That looks pretty good for these things. Cái lá này ăn được đó cả nhà. Mà dễ trồng nữa. Trời ơi. This is just a potato. Mới ăn khoai tây rồi, cho ăn cái này nguy hiểm lắm. Miếng khoai tây. Bắt trước. Biết vậy á, Hiền trồng nhiều hơn à. Hiền gieo thêm hạt rồi. Mắm ra không biết có bị kiến nó tha đi không nữa. Để đợt này Hiền cho thêm miếng khoai tây vô chấm thử à. Xịn. Ông tưởng lấy lá mè, ai dè ông đã lấy trúng cái lá lốt. Hiền sẽ không nói. Ông biết là Hiền nhìn là có vấn đề, Hiền cười là có vấn đề. Ngon quá à. Em muốn ăn thêm nè con. Em thích ăn món khoai tây này. Giỏi quá. Để Hiền bỏ thêm miếng khoai tây thử. Ông xã ăn xong cũng không biết luôn. Any different in that? In that wrap? Yeah. What is it? Any different in that wrap that you just did? No? Nothing? The beetle leaf? Yeah, you did, you know it was beetle leaf? Yeah. You did? Okay. That's yum.
Trong thì em biết là lá lốt. Lá lốt gói ăn cũng ngon. Có điều không tìm được lá cách, hay tại mình chưa thấy không biết. Trong được lá cách là bá cháy nữa. Lá cách thì nhớ ăn với gì? Bánh xèo là hết sạch. Hôm nay mình thấy trên tin đó cả nhà. Là thật sự cái tin này, cái người mà thoát nạn mà hiền ấy họ rất là mừng luôn. Nhưng mà cái người mà tìm được người bị nạn thì họ lại cười. Mình thấy trên tin là họ cười. Đó là họ đi đâu vô cái mangrove, gọi là thì mangrove gọi là giống như là cái rừng nước mặn, có nghĩa là xung quanh vùng biển mà nó có cái rừng, cái vùng rừng á cả nhà. Thì họ đã tìm được một người đàn ông. Và cái người đàn ông đó thì không có mặc đồ gì hết, nhưng mà xung quanh cái vùng đó theo như Hiền nhớ, hình như họ nói là ở đâu ta, ở phía bắc. Phía bắc cái vùng mà người Việt ở nhiều lắm nè. North of Australia, you said is Darwin, right? Darwin is where a lot of crocodiles live up there. Để Hiền kể cho ông xã Hiền nghe, xong rồi Hiền sẽ phiên dịch lại trong video cho mọi người nghe. So they saw, I saw on the news today that they found a man, a naked man in the mangrove. And then he was looking, he was kind of trying to stay on top of the tree. Yep. Because there are a lot of crocodiles around there. Oh my god, he is very lucky that he survived. How did he get there? I don't know, they didn't say it. But some guy went in there and found him. And he was asking them for like, you guys have water? Like he's really hungry or something. He's been Vietnamese? Well, Aussie. Aussie. Westerner. Yeah. So they gave him some shot. Yeah. And took him back to the shore. But the guys had a good laugh because they was like, he was naked and he was just, and they found him and that was like a shock. Lucky he was guys. Yeah, so by the way that he said, sound like he tried to stay away from the crocodile. So he tried to build like something on top of the tree. That must be horrible time. Very horrible. Surviving. Surviving, yeah. Ah. Trời ơi. Nước. Nước mắm á. Ăn không? Khóc. À, con khóc hả? Vậy bạn. Ăn khoai tây. Không khoai tây. Khoai tây. Ừ. Trời. Mẹ đút khoai tây mà. You like the potato. Thì thật sự là khi mà quay trên tin á, những người mà cũng những người mà cứu anh ấy á, là người ta cái kiểu như là người ta cảm thấy mắc cười là tại vì anh ấy giống như là không có bận đồ gì hết. Nhưng mà thật sự thì nghĩ là anh đó rất may để sống sót ở cả nhà, tại vì Úc á, Darwin has a lot of big sharks, right? Lots of sharks in the water. Can't swim in the water up there. It's too dangerous. You got crocodiles, sharks, jellyfish. Oh, jellyfish. Yeah, stingrays, everything. Everything wants to hurt you up there. Up there. I heard a lot of Vietnamese live up there too. Like they live up there to farm or something. Yeah, lots of fishing. Farm. Fish, yeah. Đó, cả nhà nghe không? Cái vùng Darwin nó trồng thì nó có nhiều động vật nguy hiểm lắm. Như ở bình thường ở đây á, mà mình chịu không nổi rồi mới chảnh cả nhà. Thì mình nghe cá sấu thì sợ, bởi vì anh đó ảnh cố gắng là ảnh ở trên cây á, để anh không có bị nguy hiểm bởi cá sấu. Cũng may là người ta kiếm được ảnh đó cả nhà. Trời, không thôi ở trên đó tiêu. Yeah, it's a lovely place. Very hot like Vietnam. Very hot. But lots of yummy food up there. Multicultural area. A lot of Greek, Asian people. A lot of Greek people too. Let me try their food. Italians. Greeks. Yeah. You bet. Khoan không mẹ, mẹ gói cho con miếng nè.
chấm thì con miếng sốt nha. Ngày sau con ăn á, nhưng mà mẹ chấm con thử rồi con chịu không? Không chịu con nhả nha. Đúng rồi, sốt nước mắm á, mẹ làm ngon á, mẹ làm không có cay cho con á. Này con ăn thử rồi. Darwin là chỗ mà chồng Hiền nó có thể mua được những loại trái cây. Mà trái cây dạng châu Á cả nhà, giống như là sầu riêng tươi nè, rồi những cái loại quả mà không tìm được ở đây á, dạng như trái cây nhiệt đới cả nhà, nhiệt đới thì đó là mình. Cái gì đó. I got some sauce on him. I keep dropping sauce on him. So he likes to eat beef with that sauce. Ta. Con đừng quăng xuống con. Thôi con. Này. Cảm ơn. Giỏi quá. Chồng Hiền có vẻ have you been eating this leaf ở đâu? No. No, not the big one. I couldn't see it around there. You want one? Hmm. Yeah. Phục vụ cho chồng. Hiền nhớ có một ngôi chùa ở Úc. Mà hồi đó thì thấy trên tin là khi mà bị cháy ở giữa rừng á, vậy mà cái ngôi chùa đó không hề bị cháy cả nhà. Cái đó là nhờ cái sự gia trì của bề trên. Yeah. You have that one. Yeah. Tell me what it's like. I've been trying it. Good. Yeah. Sự nghi ngờ không hề nhẹ. Em bỏ hơi thay nhưng mà không chịu ăn. Không ăn thì thôi, Hiền sẽ ăn. What did you got? Ngon quá hả? What did you got there? Mình có cảm giác lá mè này nó cũng tương tự. Mặc dù hương vị nó khác nhưng mà nó hơi na ná như lá cải xanh bên mình. Ha. Khi mà mọi người ăn kèm với nhiều loại rau khác thì cái hương vị của lá mè á nó cũng bị phủ đi. Ngon lắm. Không cần phải ăn thịt nướng mới ngon vậy nha. Bít tết chiên như chồng làm gì vẫn ngon. À, người ta muốn ăn nước mắm á ba ba. Thôi hiểu con. Nước mắm. Đó, mẹ chấm nước mắm. Không không thua gì đi ăn đồ nướng Hàn Quốc. Rồi cả nhà ơi, em đòi coi chất nữa rồi, coi xe tải á. Cả nhà ơi, thôi gia đình của Hiền á, xin kết thúc cái video này ở đây. Hẹn lại cả nhà phim sau ngày mai. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ gia đình Hiền. Hy vọng mọi người sẽ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình. Xin chào. Nhéo hụt. Nhéo hiệu của nhà mình đó.